Đây em quay cho cả nhà xem cảnh bà xã em mới đi vuông vô thu hoạch cua tôm đây cả nhà. Nhiều không em? Được nhiêu nè anh? Ồ, cũng không, cũng không. Vô mánh này em ơi. Đã đi, không, đi đã vô, không? Đã. Quá xá mừng luôn. Hôm nay bà xã anh hên dữ vậy ta. Trời em mà anh. Trời ơi, bà dính được nhiêu đó các bà nổ, bà cười tót tét tót tét. Rồi để đó, để đó. Đây nè. Em mở ra đi. Cho anh coi nè, ló cạnh với anh nè. Ló cạnh luôn hả? Đó, ghê chưa, ghê chưa. Ôi là mèn. Bữa nay mừng quá vậy em. Yeah. Lấy cái thao, lấy cái thao lửa lửa. Lửa lửa bắt con tôm nhỏ kìa em. Đổ ra đây luôn. Đổ ra luôn hả? Chơi gì mà chơi lớn luôn á. Chơi lớn dữ vậy em. Đây cả nhà xem lửa này bà xã em được trúng mánh cả nhà ơi. Nước mặt lên em. Đây có đàn em nó chạy ra tới kìa em. Đàn em chạy ra nhóc hết trơn kìa. Mà mà nó có bún nè. Quá xá mừng luôn em. Mừng dữ. Bữa nay được trúng mánh cả nhà ơi. Rất là nhiều tôm nha. Hàm quá anh ơi. Bún coi nè. Tôm bạc, tôm thẻ, tôm suối gì nhóc hết trơn. Kiểu kỳ vậy cả. Tôm này nó bún kiểu kỳ hả? Bún kiểu kỳ tôm mà chắc tôm đực á. Tôm đực hả? Em công nhận bữa nay vô mừng. Em lựa mấy em lựa mấy con tôm nhỏ ra với em. Em lượm tôm bự trước cái đó. Em nghiêng nghiêng cái sâu quay. Trong đó xuống bự nhiều ha. Trời ơi, em đi thăm ít ra là cái gì nữa.